Sáng ngày 17 tháng 11, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, tàu 468, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã bàn giao ngư dân Ngô Thành Phong, 47 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, gặp nạn trên biển cho gia đình chăm sóc. Ngư dân Phong là thuyền viên trên tàu cá QNG 95179TS do Ngô Thành Công, quê tỉnh Quảng Ngãi, làm chủ tàu. Tàu hành nghề câu mực, trên tàu có 35 ngư dân ra khơi từ ngày 21 tháng 9. Đến tối ngày 29 tháng 9, lúc đang trong quá trình sửa chữa hỏng hóc tàu, ông Phong bị bỏng khí ga và được thuyền trưởng đưa vào đảo Song Tử Tây cấp cứu. Bệnh nhân được các y bác sĩ trên đảo chuẩn đoán bị bỏng diện rộng phần mặt, cổ độ 1, cánh tay, cẳng tay, mu bàn tay hai bên độ 2, 3. Từ ngày 30 tháng 9, ông Phong được các y bác sĩ chăm sóc, chữa trị. Đến sáng ngày 14 tháng 11, tàu 468 đã đón bệnh nhân Phong từ đảo Song Tử Tây đưa vào đất liền điều trị an toàn. Hiện bệnh nhân Phong không sốt, vùng mặt, cổ, cánh cẳng tay hai bên, bông vảy da lên da non, xương đau nhẹ khớp cổ chân hai bên.